nhưng mà ngon quá. Ôi chị hú phá đấy, phá cháo quen đấy. Bắt tay, bắt tay nào. Mùa này trồng rau nhiều sâu rồi. Thế là mẹ đang phun à? Em ra, bắt tay ra. Bắt tay chị đi. Bắt tay. Bắt tay. Bắt tay này. Dạ. Đi hay rau nha, đi hay rau này. Hay rau này. Bà đang nấu gì đấy? Đang muốn Minh Hòa đấy. À. Mua cái về ăn. Mua một bó về được cấy rồi. Ê, lại con lại đang bảo là sao rau này giống rau Minh Hòa. Đấy, rau Minh Hòa đấy. Ngon nhở? Ừ. Bữa nay là rõ rồi đấy. Hôm nào mà tôi sẽ cắt đi chứ. Bớt đi để cho nó lên mới. Ừ, chứ là hôm lên. Ừ, đã nhỉ. Hôm qua con thèm. Con hái cái chỗ con gì nó làm giặt giặt thế. Thì ăn cỡ ớt xanh nhé. Ăn ớt xanh à? Rồi. Bà cứ thích ăn cái phở cái bí á này. Quả bé nó không ngọt, không cay. Ớt nhưng mà cái ớt này ở trên 68 nha chồng. Đúng rồi. Nhưng mà cái hôm ấy ta hùng nó thả thật tiếc. Tiếc ta hái được gần cân. Ủa hôm qua à? Ngon quá. Ăn được không con? Ừ. Yeah. Ăn thì ăn im lặng mà. Nhà tôi ngồi buông. Ăn cơm nha, cơm cho con nhiều không? Ăn thôi. Ăn đi con hai không khế bỏ về nhiều.